Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với ARK Gaming Online, mình là Vinh. Và ở tập trước á, thì mấy bạn biết là mình bắt được cái con Tôn Ngộ Không. Đó thì cái con Tôn Ngộ Không này mình với lại mình dắt thêm mấy con kia lên, mình đánh cái con boss mấy ngàn tỷ máu trên kia. Rốt cuộc thì đánh không lại. Đó thì không phải là không lại mà do tại mình xui, nên là tốn rất là nhiều thời gian, nên là ngày hôm nay mình quyết định sẽ đi lên trên kia để bắt thêm nhiều con thú nữa để về đi đánh con boss đó. Ủa cái con này mày ăn cái gì mày? Thì hầu như mình phát hiện trong đây á, những con thú mà thuộc cái họ khỉ trong đây á, thì chục con khỉ thì hầu như là hết 8 con khỉ ỉa cục cức có tí xíu, nhưng con này ỉa cục cức cũng nhỏ lắm mà bây giờ không thấy nó ỉa thôi. Đó, hình như ỉa à, khum xuống ăn, tưởng đâu ỉa rồi thôi. Thì bây giờ mình sẽ chế thêm mấy trái cầu, để mình vô. Ơi trời ơi, mỗi lần mà mình, anh em nói cho anh em nghe, mỗi lần mà mình mà reset mod mà mình chuyển qua cái một cái map khác để chơi một cái host khác á, mình mà bỏ hết mod ra là vô lại trong đây mình phải ngồi reset điểm kỹ năng cộng lại. Hồi nãy mới reset điểm kỹ năng cộng lại quên cộng vô tốc độ chạy, bây giờ mang đôi giày vô mới chạy nhanh, còn bỏ đôi giày ra trời ơi nó phế. Thôi thì kệ nó, thì chấp nhận đi, như vậy cũng được rồi. Bây giờ thì mấy cái này nguyên liệu này còn nhiều, chế khoảng nhiêu đây cầu đi chế một lần thôi, còn nào tiết kiệm thêm. Những nguyên liệu này còn nhiều lắm, để hôm nào mình chế nhiều để coi có mấy cái nào chơi. Đây nè, như mấy cái này nè, như là cái con mi thờ gì đó thì thử coi nó là cái gì. Nó như một số con này nè, dragon gì đó mình chưa có biết, thì để hôm nào coi farm thêm nhiều element nữa là mình chế. Chủ yếu là mấy bây giờ tổng cộng là element dễ farm, nhưng mà tại đang lười farm thôi, farm mỗi lần đập cái đứng máy mà là biến rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy con nào, mình nhớ con Tôn Ngộ Không này đi nhanh lắm, để mình đi lấy con Ngộ Không đi luôn. Đi lên kia. Thôi mình đã bỏ ý định đó, là con Tôn Ngộ Không nó không bay nhanh, nó không đi nhanh, chắc lấy Manticore ha. Mà thôi thôi, nghĩ. Mẹ già là cái con nhân vật mà chạy nhanh nhất thì tại sao phải dùng thú đó không? Trong khi là mẹ già là người nhanh nhất cái bản đồ thì xài thú để làm gì trời? Dục bớt đồ ra. Rồi, bữa nào rảnh sẽ soạn lại sao. Rồi bây giờ chạy lên đi đường này đi đây coi đi đường nào đây đó, đi đường ngoài biển đây đó. Trâu ôi, đi ngoài biển thì chạy đụng đá tùm lum, anh em thấy chưa, đâu là cái con mà chạy nhanh nhất bản đồ đó. Đó tốc độ đang né. Trâu ôi thiệt chứ, tại vì nó nhanh quá mình không thấy kịp. Này mà cỡ mà ARK mà chơi được trên màn hình có máy mà mạnh chơi được 144 Hz là né vô tư luôn. Bên này thì không được rồi, máy yếu đành chịu. À nhện, mày mấy con nhện khốn nạn mày hả mày. Ủa sao chặt con có 300 đam vậy? Sao chặt bình thường chặt 2000 đam giờ chặt con 300 đam? À mình reset điểm lại, em quên cộng vào mấy kia rồi, mình cộng toàn là sức đề kháng không, quên cộng đam các kiểu, con đà điểu cho nên là bây giờ đam yếu xìu luôn. Quên cái đó là quên rồi. Giờ đi tới đây cái mình vòng qua đó, đi con thú làm gì, đi thú bay làm gì, mẹ già mới là chạy nhanh nhất bản đồ, thú bay làm gì cho mệt. Đó, bay qua nè, đó thấy chưa, đó, đâu có đùa được. Nó chạy qua cái đường mương này đi lên, mình đi về cho nó thuộc map chứ cần gì phải này. Mày chán sống mày hả mày, chán sống mày hả? Bây giờ mình chỉnh lại thu hoạch có x1 rồi anh em, để biết chi không, thu hoạch x1 mình sẽ dễ không bị lắc máy, còn khi nào mình cần farm mình chỉnh lên x100. Giờ chơi cứ x1 thôi. Rớp vàng, công thức yên của con Sako. Ô mà cứ lụm vậy thôi chứ bao mấy đời xài tới rồi, mình có xài với con thú cùi bắp đó nữa đâu. Ngày hôm nay mình không có thời gian để cắt video, cho nên là mình quay để vậy luôn nha anh em. Mình quay hai video mình để vậy luôn, mình đăng luôn, mình không có cắt ra. Thì anh em coi có thấy chán thì cũng thông cảm. Ủa hầu như mình làm video lúc nào mà chả chán không. Ôi trời thiệt, với mấy thằng Việt Nam rất kinh boy chạy xe ngang thấy quải.
Thôi thôi thôi, nhạc 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 nhạc. Đừng có á à, ai gì dưới đây anh hết á. Tắt liền, à, mù xít nè. Đó. Giảm nhỏ xuống liền. Ui. Gì mà ghê vậy? Cái này luôn à? À, cái này tính ra thuộc dạng hiệu ứng à. Đó, nhỏ hơn rồi, để vậy được rồi, để vậy là mình chỉ cần ngồi sủa sủa vô cái là đỡ dính bản quyền à. Mấy con khỉ khỉ cầm kiếm đó nhà mình có rồi, lên đây coi có con gì. Wow, con này con gì lạ với người ta. Ui trời mẹ mày, cái con rồng từ 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 né ra, anh không có vũ khí, không có thú ở đây. Hay con này gì, cái ông nhòm lỗi vãi lời thiệt. Xong luôn mẹ nó thiệt chứ, mấy con rồng khốn nạn. Chắc là do mình quên làm một điều anh em à, mình quên làm cái điều này, bởi vì trước khi đi mà không làm cái điều này là nói gì chơi game suốt đời sẽ lỗ anh em à. Đây mình phải chạy vô đây. Ôi thôi, ôi, coi nhờ chạy kìa, cho thêm reset điểm còn lại quá. Thật là chán. Trước khi chơi là mình quên làm cái điều này đó, mình phải vô đây. Vô đây đốt nhang quỳ lại tí đó, nhang đang cháy hai cây nhang trong không? Nè, đó lại lại ba cái rồi xong đi. Bây giờ là bảo đảm là chơi game sẽ không bao giờ còn lỗ nữa. Chắc chắn luôn, bây giờ là vận may sẽ đến với mình anh em cứ để coi. Rồi tôi lên trển tôi bắt 1 tỷ con thú cho coi nè, đồ quỷ game dễ không biết vậy chứ, nãy đi con này nó còn dễ hơn không biết làm sao. Đi lên trển có gì bảo vệ mình thì chứ, còn chạy bộ chi, không biết làm màu làm mè ngựa rốt cuộc giờ dày nè. Cuộc đời thật ra khổ quá mà. Rồi xét bên đây, map cũng bị chá nắng nữa. Nãy mình chết trên đây chứ gì, chưa kịp coi máu nữa, cái ống nhòm nén cùi quá, mod ống nhòm khác cho rồi. Ê cái đó có con quan vũ kìa. Nhưng mình nhớ không lầm là con quan vũ nó cùi lắm. À, không được 1 tỷ máu nữa. Bà cái giáp này thiệt. Bà giáp này ai mà xài nữa. Giáp cục mía. Đâu, để coi coi. Nè 13 tỷ máu nè. Ui, ui ui con này mạnh nè. Nó xong rồi, xong rồi, xong rồi. Con này mạnh, con này mạnh. Con này mạnh hơn Tôn Ngộ Không nè, mà nó nhỏ quá vậy. Đó, đó, nó vừa bắt xong mà đam thế này rồi. Để coi. Nè, bây giờ đây hàng trăm ngàn, hàng trăm nè. Trăm ngàn nè. Ủa 2 tỷ mấy máu sao nãy tôi nhìn thành hai mấy tỷ vậy? Đâu 13 tỷ hình thành 13 tỷ mấy máu. 100 ngàn nè. 100 triệu. Ồ, 21 tỷ máu, bắt xong là được 21 tỷ máu. Ui chà, được 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 được. Đâu tôi sẽ đem lại tôi thử với cái con quan vũ trước mặt như thế nào. Nào là này này này, này thì quan vũ nè. Ê, anh bao nhiêu máu đây? Wow. Ui anh 1 tỷ máu à. Oh, con này để dành đi, để dành. Con này cấp lớn, con này cấp lớn nên để dành ơi. Đây con này bao nhiêu máu? Ui tại sao con này tới 6 tỷ mốt máu? Tại sao vậy ta? Sao anh nhớ hồi đó mấy con này máu ít lắm mà sao bây giờ máu trâu dữ vậy? 6 tỷ mốt máu kìa. Rồi một phát một chết luôn. Ủa sao mấy con này bây giờ thú trâu, thú máu trâu vậy?
Đâu coi nút C, con này không có chiêu nút C còn chiêu chuột phải nè. Ôi con này chiêu nó nhẹ, chiêu nó không có bị màu mè. Đây mình lên mình, anh em nhớ cái con boss hởm không? Hởm là Tôn Ngộ Không đánh không nổi. Như con này thử coi, con này coi con chiến binh này nó như thế nào, để tele về nhà cái xong là một mình con này đi thôi là đủ rồi, là đủ rồi. Còn hởm là con Ngộ Không không á, đi mình nó thì là chưa đủ, một con này thôi là đủ rồi. Cái gì vậy? Dù duyên hết sức đi kẹt tùm lum. Ôi con này là con gì đây, cũng dòng họ nhà khỉ. Con này con gì, khỉ quỷ, quỷ kiếm cầm kêu quỷ kiếm á, là con này con gì mình chả biết đặt tên cho nó gì luôn. Rồi rồi rồi, để đây đi lên cái chỗ hôm bữa đó. Đây này là chỗ nãy đi, là mình sẽ kiếm đường mình chạy lên, mình nghĩ là nó sẽ cũng ở đâu đó thôi. Rồi coi coi đâu trên đây thôi, thì mình nhớ là nó cũng gần gần đây rồi. Hổm mà mình chạy lên à, đó đó trên đó đó chứ không đâu á, bây giờ chạy thẳng lên là tới à. Không mà vấn đề là trèo được hay không mới là vấn đề. Ui ui nó nhảy được kìa, ui xịn vãi. Hôm nay mình không để ý mấy con thú này, nó khả năng leo địa hình cũng bá gì vậy chứ, đâu có đùa được. Ủa đấy, leo địa hình trời ơi. Nhưng mà phải phải chỗ này không ta? Rồi sao mình nghi rớt về chết không ta? À thú này rớt không sao. Cái chỗ hôm bữa mình đánh là nằm đâu ta? Giờ không nhớ rồi. Trời ơi, nó phá hết tài nguyên của người ta luôn. Hình như là không phải cái đỉnh này rồi, mấy cái đỉnh kia, cái đường, nói chung đâu cũng là cái đường lên đỉnh, nhưng mà cái đường này không phải là cái chỗ của con boss. Ai, có thể là cái đỉnh bên kia. Ở trên con này coi bản đồ không được, tệ quá. À đường nè, nó mở map lên như là nó còn ngửa mình ra sao nữa. Chắc là cái núi này nè, núi này. Rồi 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 rồi, đi thẳng về hướng này đi. Mình nghĩ là nó nằm bên đó đó. Đây 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 đây, cái con gì ống máu đây nè, nè nó đây nè. Trời ơi, nói gì để xét bên đây chứ đâu xa. Con ba con quỷ này mình giết cái một. Em để coi nè. Nó đánh vậy bao giờ chết mình. Ui, cũng lâu đó chứ. Đánh nó cũng lâu đó chứ. Chuột phải, không biết chuột phải đam to hơn không, mình không thấy được cái đam nữa. Còn chưa con này C xài không được, thôi mình cứ nhấp chuột trái, nhấp nhấp đánh cho nhanh ha. Thôi để coi thử có đánh chết con này được cái gì đây. Này này, chỉnh slow-mo lên đánh là nhanh nhất luôn. Ủa con này cái đòn đánh nó nhanh hơn mấy con kia anh em thấy không? Thấy không? Đó. Nó xây vừa nhẹ máy mà vừa nhanh nữa. Ôi thì chứ cái con chuột mình đang xài con chuột có 65k, chơi game vừa vừa chán vừa mỏi tay, giờ lít cũng mỏi tay nữa thiệt chứ. Ơi thì khổ phải, thì bữa nào cài auto lít vô đây. Ôi này là này lâu quá, mất công anh em đợi ông chỉnh slow mo lên. Rồi vẫn slow mo cái là vậy à. Slow mo thì mình nhấp không kịp. Lomo là phải có auto lít. Ui xin lỗi mọi người, mình nhấp không kịp nó hồi máu rồi. Xui quá, xui quá. Chuồng cục bắp. Lomo 3 thôi. Thôi vậy đi. Vậy là ok rồi, vậy là nhấp kịp nè.
mình nghĩ là chỉ có con thú mình đem đánh thôi, lấy con ví dụ như là em con Tôn Ngộ Không khác lên đánh không biết chắc gây đam mà phải à, gây đam thì gây, nhưng mà cái người cầm đam, cái người đam chính là mình phải đánh, phải đánh chứ không ngừng đánh là không được. Ơi mỏi tay quá con chuột, bao giờ có tiền tôi mua chuột xịn đây. À, con chuột này lít mỏi tay thiệt luôn á. Con này lại còn không có chiêu nút C nữa. Trời ơi, không được rồi. Hậu quả của việc xài chuột 65k là vậy anh em. Tôi ngồi tôi đánh nghe kiểu lâu gì đó mà mỏi tay, lít không nổi, ngưng lít là nó hồi máu thì chứ phải lít bằng hạ lít. Rồi lít về đi, lít về đi, dồn hai bên chuột luôn, nhấp loạn xạ luôn, xài hai tay luôn. Nè con chuột 65k này chứ. Được gần nửa máu đó rồi. Trời ơi, cố lên, cố lên. Tôi sẽ làm được, tôi sẽ làm được. Ngày đó, ngày đó sẽ không xa rồi. Và chúng ta là người chiến thắng. Trời ơi, mỏi tay quá trời ơi. Mẹ cái con xài chuột 65k nó đập luôn quá trời. Cái con này không có nút C. Như mấy con kia có nút C thì khỏe rồi. Chuột 65k tôi ơi có bị tụt máu rồi. Mình bị mệt rồi, mình đánh hình như mình bị mệt, đánh bị tụt máu. Ôi hình như là tôi chưa cộng đam cho con này nữa nè. Từ nãy lên cấp tôi chưa có cộng đam thêm. Trời ơi thì chứ số tôi nó khổ quá mà tôi lít hết nổi ơi. Tôi lít hết nổi ơi. Ráng lên, ráng lên, ráng lên. Ngày đó sẽ không xa xôi. Cố lên, đường đến đỉnh vinh quang là đây. Giết nó. Anh em thì qua tới khúc này anh em cứ tu nhanh đi, khỏi cần phải chờ tôi. Mẹ bà chuột 65k. Anh em tua nhanh qua đi, tại mình không có hôm nay mình không có thời gian cắt video. Khúc này anh em cứ tua nhanh qua cho mình đi, đánh gần xong đi. Anh em thông cảm nha, mình không có thời gian để ngồi cắt video render được cái video cả hai gần 2 tiếng đồng hồ, lâu lắm. Man có tiền mua con chuột mới. Còn có 9.000 tỷ máu nữa hè, ráng lên.
2.000 tỷ máu nữa. Ơi trời ơi, trời ơi, cố lên, cố lên, 1.500 tỷ máu nữa, sắp chết rồi, tôi chịu hết nổi rồi, tôi mỏi tay quá rồi. Trời ơi, ơi 800.000 tỷ máu, 600 tỷ máu, 500 tỷ máu, 400, 300, 200, 100 rồi, sắp chết đó rồi. Đường đinh đỉnh vinh quang là đây. Rồi tôi được gì vậy? Tôi đánh nó xong. Ô cái này là Gojira Mod Eternal mà. À, cái blank này ngân hàng gì nè. Tôi được một số đồ nè. Cái công trình gì nè. Ui đánh boss là được vậy thôi hả? Ở trong con này có được gì không? Không luôn. Coi coi dưới đây coi mình có cái đồ gì không? Để dẹp 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 mấy cái cây này ra coi coi có cái túi đồ, cái thùng đồ không? Này, đánh xong ít ra cũng phải còn cái thùng chứ sao không lẽ lại vậy? Lý nào lại vậy? Ôi chắc là không có rồi, cái con thú này không bao giờ có cái thùng đâu. Thì chứ tôi nãy tôi quên còn không cộng đam hết cho con này này làm đánh mỗi tay gần chết tôi luôn. Thôi mà cũng không hơn bao nhiêu được rồi. Bây giờ đi về để có đặt mấy cái kia ra coi là như thế nào. Coi coi. Ê, trời ơi thì chứ mỏi tay hết sức mỏi luôn, đánh bấm xong muốn nát hết mấy cái ngón tay luôn. Nó xài chuột 65k thì chán thiệt. Ôi trời ơi, nãy giờ thì không bay mà cái lúc này thì nó lại bay kìa. Ê, về nhà đặt ra coi được gì đây. Đây. Vô con đường này anh em thấy chưa? Hồi nãy đi chỉ cần lại quỳ lại mẹ già cái là thấy cuộc đời thay đổi liền. Không bình thường làm sao được vậy? Ôi nhưng mà tôi thấy cái này quen quen, đây có một cái rồi đã chế ra rồi, đó chính là cái này nè. Đó cái bàn binh khí vậy nè. Đó, tôi đã chế ra rồi. Cái này là cho giờ mình thấy. Còn cái này là cái gì đây? Gia thần tài gia cát lượng gì đây, thần tài hay là thái ất chân nhân gì quên nè. Cái ông gì luyện đan quên nè. À. Nói chung là ông luyện đan đi, coi coi trong đây chế được gì. Ồ, vẫn là toàn mấy nguyên liệu mình không có ấy được không? God đồ nè, à cái cục God. God thì từ mấy cái thỏi bạc thì từ mấy cái đồng tiền. Lấy đồng tiền đó thì biết rồi. Ồ, có nguyên liệu nâng cấp nè, có nguyên liệu nâng cấp nè. Ấy cha, được. Cái này chế từ cái gì đây? Cũng từ vàng. Ui, nguyên liệu nâng cấp gì mà mắc dữ vậy? Trời ơi. Tin được không? Nguyên liệu nâng cấp mắc phải trưởng. Đâu? Cái này nâng cấp lên dục hết ba cái đồ trong con này luôn cho rồi. Có cái này đó có mấy bình kinh nghiệm đồ giữ lại được. Coi nào không được dục hết thì lịch cá thì lấy lại để nướng. Đây. Khá là mắc nhưng mà mình nghĩ là mình phải cần đánh boss thêm. Mình cần phải đánh boss thêm để mình lấy thêm những cái mà nâng cấp để nâng cấp nè. Cái con kia là nó mạnh hơn đúng không? Nâng cấp lên thành Long Vương, còn kia chỉ mới là con Bạch Long thôi. Để coi coi lại nguyên liệu coi. Bà nội mẹ nó, cái đồ dài chạy nhanh quá. Nhìn bạn đêm á, cái nhà tôi giống như phố đèn đỏ vậy ha anh em. Nhìn mấy con thú ngoài đó lắc, mấy con thú ngoài đó nhiều. Này, cái đồ dài chạy nhanh quá, khó xử lý. Đây cái đầu rồng nè, đó làm từ 5 cục vàng. Được. À, tôi biết hết nguyên liệu nâng cấp rồi, vậy làm ngày mai ngày mốt gì đó. Đa phần là artifact không à. Thôi nâng cấp nguyên liệu gớm gì. Chế từ ba cái này lên nghèo luôn á. Đâu là
cái này nè. Nói chung là cái gì mình cũng có thể chế bằng thành cái dạng này được hết. Ui này dễ mà. Có tôi gỗ thì ba cái gỗ thì chế thiếu gì? Cái gì chứ gỗ ha, ba cái đá này chế thoải mái. Ngọc trai để dành đi, mà cái này cũng để dành đi. Da nè xài không hết nè. Rồi ba cái da xài gì đâu cho hết. Đó, mấy cái nguyên liệu xài không hết rồi, để rảnh vô trong hàng kia farm thêm chi tin nữa. Chỉnh lại server X10, bữa nào chỉnh server X10 đi phá chơi à. Đó, vậy để về cho nó chế thôi. Ui, quá dễ ha anh em. À, tại sao mình phải chế đây cho lâu? Quỷ hết, quỷ hết, quỷ. Khoan khoan, mình lại thử coi sử dụng cái nhân bản của nó được không? Đây nè, đưa lại đây cái máy auto này nó làm được không? Nó không biết cái nguyên liệu gì để bon ra ha. Vậy là chỉ sử dụng trong cái bàn này thôi, smithy của nó thôi. Ôi khôn vãi chưởng. Ui giờ ra 300 mấy cái rồi. Ôi đâu nhanh vậy? Hồi nãy tôi thấy tôi lấy ra có 1 cái thành ra 300 mấy cái đây. Đây có mấy cái? Có gì kỳ vậy ta? Nhanh vậy. Ôi không có khi nào lỗi không ta, mình lấy bỏ vô cái máy này bấm bấm mấy cái nhân lên. Đâu coi, lỗi vậy là ngon á. Một cái thôi. Nhân lên coi. Ủa nhà đi nhớ lấy trong đó có mười mấy cái mà sao giờ ra 300 mấy cái vậy ta? Hay vậy. Rồi vậy là tập này thì mình bắt được nhiêu đó đó, nhiêu đó thú à, bắt được con đó và mình có được cái bàn này về để mình chế nguyên liệu, mình nâng cấp con ấy của mình ha, con ngựa của mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.